xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em đang ở trên cái thành phố Garden Grove nha các bạn. Hôm nay mình vô uống thử cái chỗ trà sữa đằng sau mình đây, nó kêu bằng là Phúc Long nha các bạn. Và lúc mình có lại mình quay một lần rồi đó, nhưng mà Cúc nó chưa có mở cửa nha. Hôm nay mình tới đây nó mở cửa đó. Thì hôm nay sẵn mình quay rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn, ok? Bây giờ là mình đang đứng ở đằng sau cái tiệm Phúc Long. Có gì để mình lên đằng trước cho các bạn coi. Ok, các bạn đi chơi với mình nhé. Ok các bạn, thì cũng như nãy mình nói là mình cũng có tới cái tiệm này rồi. Nhưng mà lúc mình tới nó chưa có mở cửa đó các bạn. Mình cũng có làm cái video mình có tới đây rồi, đã đứng trước cửa, chưa có mở cửa nha. Bây giờ họ mở cửa được mấy tháng rồi đó. Thì bây giờ mình mới trở lại dưới, cũng như mình xuống Orange County, khu Orange County đó. Sẵn đó mình lại đây mình thử luôn. Rồi mình vô trong đó mình quay vòng vòng để cho các bạn coi coi nó làm sao đó. Tại vì cái tiệm trà sữa này là nó mới nha các bạn. Nó mình nghe là đầu tiên nhất ở nước Mỹ đây. Ok, bởi vì hôm nay mình vô đây mình quay cho các bạn coi nó ra làm sao. Miễn mà các bạn nào mà ở thành phố khác hoặc tiểu bang khác không biết đó, ít nhất cũng biết trước khi các bạn đi. Cái tiệm này họ làm rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình đi vòng vòng mình quay hết luôn cái tiệm cho các bạn coi. Ok các bạn, ở đây họ cũng có bán bánh mì nữa nha các bạn. Không chỉ là có trà sữa mà cũng có bánh mì. Hôm nay mình không có mua bánh mì các bạn, tại vì mình đi ăn vòng vòng nhiều quá, no quá rồi đó. Thì hôm nay mình chỉ muốn thử mấy ly nước thôi. Thank you.
các bạn, cái này là cái menu của họ đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Ok các bạn, cái ly đầu tiên mình order là nó kêu bằng là coconut coffee nha các bạn. Ở đây họ bán là 5 đồng 75 cent. Ok các bạn, cái ly tiếp theo là nó kêu bằng là Cloudy Jasmine Tea nha các bạn. Cái ly này họ bán là 5 đồng 45 cent. Ok các bạn, thì hôm nay đó mình vô trong cái tiệm Phúc Long Coffee and Tea nha các bạn. Hôm nay là cũng lần đầu tiên của mình đã tới đây đó. Cái tiệm này nó nằm ở trên thành phố Garden Grove nha các bạn. Cái đường của nó là Main Street. Nó nằm kia cũng gần Costco đó. Các bạn mà chạy thấy Costco là nó nằm ở bên đường đó nha. Đó, thì hôm nay mình vô đây mình uống 2 ly nước đó. Thì mình thấy cũng ok nha các bạn. Mình thấy là mình cho cái rating là above average nha, hơn trung bình một tí nha các bạn. Đó, nhưng mà cái đó là cái opinion của mình, feedback của mình nha, chứ mình không có biết. Có thể mọi người uống đó thì nó khác nha, mọi người thử đó thì nó khác nha. Nhưng mà mình thì mình thấy mình cho cái chỗ này above average cho 2 cái ly nước mình uống hôm nay. Ok các bạn, có gì thôi thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé, comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó, các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.